Dạ rồi, em sẽ chào anh chị ạ. Chào mừng anh chị đã tới với kênh YouTube Chạm Xe của em. Em là Cao Tuấn, chuyên viên tư vấn tại đại lý MG Gò Vấp, có địa chỉ là 786B Nguyễn Kiệm, phường 3, quận Gò Vấp. Thì hôm nay em sẽ đánh giá và review chi tiết chiếc MG ZS nhập Thái mới về Việt Nam hôm nay luôn anh chị. Thì phiên bản này nhập vào năm 2021 và em quay đây là chiếc luxury. Thì hiện tại ở Việt Nam hiện tại đang nhập chỉ có hai phiên bản thôi anh chị, là MG ZS Comfort và MG ZS Luxury. Giá của chiếc MG ZS phiên bản Comfort có giá bán là 569 triệu nha anh chị. Và ở chiếc Luxury em đang quay đây là chỉ có 619 triệu full option luôn. Thì trong cái tầm giá SUV hạng B hiện tại thì em thấy ở chiếc MG ZS bản Thái là đầy đủ tính năng nhất. Đó, như em kể sơ qua thôi là ở dàn đèn trước nè anh chị, là full đèn LED luôn. Và ở trên xe có một số chi tiết ốp như là body kit này. Và ở mặt la răng thì thiết kế theo kiểu như là những cái lưỡi giáo sắc nhọn, giúp cho cái xe nó có cái tính vận hành thể thao hơn. Dạ, và tính tất nhiên những cái tính năng trên xe có đầy đủ như là gương điện, gập chỉnh điện nè anh chị, và có tích hợp cam 360 giả lập 2D và 3D luôn anh chị. Còn trong xe thì có phanh tay điện tử, auto hold, đầy đủ các thứ luôn anh chị. Đây, và đây xi nhan của chiếc MG ZS bản Thái đây anh chị. Và đây là phần đầu xe cũng như là tổng thể về xe. Thì em sẽ đi sâu hơn là vào các chi tiết trên xe luôn nha anh chị. Dạ rồi, vì khách em đang xem cho nên là em sẽ quay và nói về tổng thể về xe trước nha anh chị. Ở phiên bản Thái có sự thay đổi về kích thước, đó chính là xe bản Thái nó sẽ có kích thước lớn hơn. Đó chính là chiều dài là 4m323, chiều ngang là 1809 và chiều cao của xe đó là sẽ là 1653 và khoảng sáng gầm xe là 170mm nha anh chị. Dạ rồi, và tất nhiên đèn phía sau là giả lập 3D, đèn LED luôn anh chị. Dạ rồi, về hình dáng mâm đó anh chị, thì ở phiên bản Luxury sẽ có hình dáng mâm khác như là phiên bản chung. Và ở đây sẽ là xài lớp của Yokohama nha anh chị, vẫn là mâm 17 inch. Và ở mâm chiếc Comfort đó anh chị thì là mâm 16 inch và lấy cái hình dáng mâm của phiên bản chung hiện đại, hiện tại là cái phiên bản standard anh chị. Thì hệ thống treo trước của xe là hệ thống treo MacPherson độc lập và hệ thống treo phía sau là hệ thống treo thanh xoắn. Và đây là khoảng sáng gầm xe của xe nè anh chị. Đây rất là cao luôn. Anh chị nếu mà mình đi thành phố thì mình không cần phải lo, vì trong tầm giá này á thì em thấy một cái chiếc SUV 5 chỗ rộng rãi như vậy là quá hợp lý và gầm cao, thoáng mát. Còn về phần đèn đó anh chị, thì đây là đã là có gương chỉnh điện, gập điện rồi anh chị. Ở phiên bản Luxury là mình sẽ có cam 360 giả lập 2D và 3D luôn nha anh chị. Còn ở phiên bản Comfort và Luxury đều có tay nắm cửa mạ rôm và có nút bấm Smart Key luôn. Và ở giá mua đỡ xe thì anh chị thấy đó, đây là một cái chất liệu hoàn toàn khác, chất liệu như là đã được mạ rôm vậy đó anh chị. Và đây là nội thất của chiếc MG ZS bản Thái nè anh chị. Ở cái phiên bản Luxury á và Comfort anh chị có thể thấy là nội thất sẽ phối là đen, chỉ đỏ và ốp viền carbon. Và ở một số chi tiết của xe đó thì cũng sẽ có là ốp viền carbon luôn. Và đây, và đặc biệt hơn ở cụm màn hình sẽ có sự thay đổi, đó chính là màn hình 10 inch nha anh chị. Và có tích hợp là Apple CarPlay và Android Auto luôn. Đây, có tích hợp Apple CarPlay và Android Auto luôn nha anh chị. Và đặc biệt hơn đó chính là tích hợp cam 360. Đây, ở hai chế độ 2D và 3D luôn anh chị. Đây, 2D đây. Và 3D anh chị có thể xem được mọi góc, kể cả là góc điểm khuất, điểm mù của xe luôn. Em thấy đây là trong tầm giá thì có mỗi cái chiếc MG ZS bản Thái là có thôi. Và tất nhiên ở phần nút bấm cũng khác, được là mô phỏng theo cái phím bấm piano chị. Mình có thể là tăng giảm lên lẫn là xuống luôn. Và tất nhiên cổng USB và cổng đầy đủ. Hộp số là hộp số CVT giả lập 8 cấp luôn nha anh chị.
Và có đặc biệt hơn đó chính là nâng cấp cái tính năng mới an toàn, đó chính là hỗ trợ đổ đèo và đèn báo phanh khẩn cấp HAZ. Và đặc biệt hơn á, xe còn được thêm một cái tính năng an toàn, đó là hỗ trợ phanh khẩn cấp. Ở phiên bản chung nó sẽ không có thêm ba cái tính năng công nghệ an toàn này nha anh chị. Và đây là có phanh tay điện tử Auto Hold nè. Ở phiên bản ZS Comfort anh chị thì cũng sẽ có đầy đủ giống vậy luôn nha anh chị. Chỉ là không có là cam 360 thôi, còn hỗ trợ đổ đèo này nọ thì vẫn có đầy đủ hết. Và màn hình nó sẽ giống như vậy luôn, lẫn là cái phần nội thất đây nè. Đấy có một cái chi tiết may bằng da, nhìn nó rất là chỉnh chu. Và ở phiên bản ZS Luxury của Thái thì ghế tài là ghế chỉnh điện 6 hướng nha anh chị. Còn là ghế hành khách á, là mình sẽ chỉnh cơ. Và đặc biệt hơn là ở phiên bản Luxury anh chị thì đèn đây sẽ được nâng cấp lên là sẽ có auto bật tắt và sẽ có cruise control luôn. Ở phiên bản ZS Comfort Thái đó anh chị thì là đèn á, trước nó cũng full LED nhưng nó không có auto bật tắt như là phiên bản Luxury. Còn vô lăng bật bọc da nè, rồi full nút điều khiển thì phiên bản Comfort cũng có luôn, đầy đủ hết. Và đặc biệt hơn đó anh chị, ở phần cửa sổ trời của ZS Luxury Thái đó thì là nó sẽ to hơn cái diện tích cũ của bản chung là 40%. Cái diện tích cửa sổ trời nó sẽ rộng hơn rất là nhiều. Và là điều chỉnh được là 7 hướng ở trên đây nha anh chị. Mình có thể tăng giảm tùy nấc. Đây. Thì hiện tại ở phiên bản ZS Luxury Thái đó, anh chị có chỉ cần trả trước tầm cỡ khoảng 220 triệu thôi là anh chị có thể nhận xe được rồi. Và cái chi phí lăn bánh ở thành phố đâu đó rơi vào là tầm 700. Đối với một cái xe SUV 5 chỗ mà full option hiện nay thì em thấy đây là một cái giá bán rất là hợp lý. Vì em thấy xe Toyota bản thấp nhất thôi nó cũng đã 600 rồi. Thì ở phiên bản ZS Thái á, thì là chỉ có là 620 trên là tầm 20 triệu thôi. Thì anh chị đã có những cái tính năng đầy đủ nhất trên xe. Và xe này cũng đã đạt cái chứng nhận là an toàn Asian NCAP 5 sao luôn nha anh chị. À, em sẽ quay tiếp là cái phần hàng ghế sau của xe luôn nha anh chị. Và dạ đây là cái dàn ghế sau của chiếc ZS phiên bản Thái. Ở phiên bản Thái đó có sẽ có sự khác biệt luôn. Ở phiên bản Comfort và Luxury sẽ có là cửa gió điều hòa phía sau và có hai cổng sạc luôn nha anh chị. Đây là một cái chi tiết mà trong tầm giá SUV hạng B hiện tại rất là ít xe mà có luôn. Thì nó đã sẽ giải quyết được cái vấn đề là cái thời tiết ở Sài Gòn lẫn là ở Việt Nam nó hơi nóng nha anh chị. Đầy đủ hết cho mình. Và tất nhiên loa của chiếc MG ZS Luxury Thái là 6 loa có giải lập âm thanh 3D của Yamaha. Ở phiên bản Comfort nó cũng sẽ giống như vậy luôn nha anh chị. Ở phiên bản này thì là mình sẽ có những cái chi tiết mà phối chung với lại là carbon. Nhìn cái xe nó rất là thể thao và cứng cáp. Lẫn là cái chất liệu ghế á, khi mà em ngồi trên cái phiên bản Thái nó cũng sẽ khác so với phiên bản chung. Nó ngồi sẽ êm hơn, mịn hơn và xịn hơn rất là nhiều luôn. Ngồi cực kỳ êm. Và tất nhiên cái khoảng em để chân đây nó cũng rất là thoải mái. Đây mình có thể để chân xuống cái khoảng sáng gầm, cái khoảng gầm của cái ghế hành khách. Và em cảm thấy là cái dàn lạnh của con ZS Thái này nó hoạt động rất là tốt luôn anh chị. Và sau đây em sẽ quay tiếp phần sau, đó chính là phần cốp của xe. Và đây là phần đuôi. Thì ở phiên bản ZS Thái đó anh chị thì cốp nó vẫn sẽ là cốp cơ nha anh chị. Và cái dung tích khoang hành lý nó cũng sẽ rộng y chang là phiên bản chung. Cái dung tích khoang hành lý khi mà anh chị gặp hàng 2 xuống á là nó phải gần lên tới là 1.200 lít nha anh chị. Để đồ rất là thoải mái luôn. Dạ đây. Và đặc biệt hơn á, em muốn nói rằng là cái phiên bản nhập chung hiện tại á, cái số lượng mà cái phiên bản nhập Thái hiện tại á, cái số lượng là nhập về rất là ít. Thì là nếu mà anh chị có đặt cọc trước á thì mình sẽ chắc cái suất mà giao xe trước Tết luôn anh chị. Vì hiện tại phiên bản chung hiện tại là nó quá đầy đủ trong tầm giá đi và rất là hot. Nên là nhiều anh chị là đang rất là nhiều anh chị hôm nay là mới về đại lý em thôi anh chị mà đã xem xe rất là nhiều luôn. Và hiện tại á thì là bên em sẽ nhận cọc trước là 20 triệu nha anh chị. Và anh chị cứ liên hệ với Zalo của em sẽ báo giá cụ thể và chi tiết nhất có thể về cái phiên bản ZS Thái này. Thì cái quà tặng của xe khuyến mãi hiện tại là đang có chính là bảo hiểm vật chất và là phim cho 6 xe đầu tiên anh chị đặt cọc nhanh nhất. Dạ rồi, lát về cú clip tổng thể em sẽ nói về là tổng kết lại thông tin lẫn là cái công nghệ an toàn có trên chiếc xe ZS Thái này nha anh chị. Dạ đây, về giá bán của chiếc ZS Thái thì ZS Thái hiện tại tụi em sẽ về là hai phiên bản là phiên bản Comfort và Luxury. Comfort có giá là 569 triệu
Luxury là có giá là 619 triệu. Nếu mà anh chị lăn bánh ở thành phố phiên bản Com á, là 650 triệu, trả trước 180 triệu anh chị nhận xe. Còn ngoài ra cái phiên bản mà Luxury anh chị sẽ lăn bánh ở thành phố là tầm khoảng 700 nha anh chị. Và khuyến mãi bên em gồm có chính là bảo hiểm vật chất và là phim. Và khi mà 6 xe đầu tiên nhanh nhất á, thì sẽ được có cái những cái ưu đãi mà tốt nhất luôn anh chị. Thì xe hiện nay có 3 màu là màu trắng nè, màu đỏ và màu đen. Và tất nhiên xe đã đạt chuẩn an toàn Asian NCAP 5 sao. Và các công nghệ mà an toàn trên xe đó anh chị, thì xe nó sẽ giống như là an toàn giống như là cái phiên bản cũ đấy, nhưng mà được thêm 3 cái chức năng công nghệ an toàn mới, đó chính là hỗ trợ đổ đèo, rồi hỗ trợ phanh khẩn cấp và là đèn báo phanh khẩn cấp HAZ nha anh chị. HAZ ấy. Dạ. Dạ rồi em xin chào anh chị ạ. Dạ rồi, vì khách em đang xem cho nên là em sẽ quay và nói về tổng thể về xe trước nha anh chị. Ở phiên bản Thái có sự thay đổi về kích thước, đó chính là xe bản Thái nó sẽ có kích thước lớn hơn. Đó chính là chiều dài là 4m323, chiều ngang là 1809 và chiều cao của xe đó là sẽ là 1653 và khoảng sáng gầm xe là 170mm nha anh chị. Dạ rồi, và tất nhiên đèn phía sau là giả lập 3D. Đèn LED luôn anh chị. Dạ rồi, vì khách em đang xem cho nên là em sẽ quay và nói về tổng thể về xe trước nha anh chị. Ở phiên bản Thái có sự thay đổi về kích thước, đó chính là xe bản Thái nó sẽ có kích thước lớn hơn. Đó chính là chiều dài là 4m323, chiều ngang là 1809 và chiều cao của xe đó là sẽ là 1653 và khoảng sáng gầm xe là 170mm nha anh chị. Dạ rồi, và tất nhiên đèn phía sau là giả lập 3D. Đèn LED luôn anh chị.